Ta Sidele, Mật Mã Thiên Châu Tây Tạng chào bạn yêu gì. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với anh chị em một cái chủ đề về cách thức phân biệt viên fake di, viên new di và viên di cổ. Tôi nghĩ đây là một cái chủ đề mà rất là nóng bỏng và nhiều những anh chị em quan tâm tới di mới bắt đầu tìm hiểu về di sẽ đều rất là thắc mắc và quan tâm. Bởi vì là cái việc mà phân biệt giữa các cái viên di về dòng fake di, new di và di cổ thì là cái việc rất quan trọng để chúng ta không bị mua cái viên di nó với cái giá nó không đúng với chất lượng. Và cái việc phân biệt được đấy thì chúng ta cũng chọn được cái viên di tốt. Tôi sẽ minh họa bằng những cái viên di cụ thể mà tôi có. Tôi cũng có những cái viên fake di để làm ví dụ minh họa cho mọi người. Thì trước tiên ấy, là chúng ta phải phân biệt được một cái khái niệm về di. Thì hiện nay các viên di ở trên thị trường đang tồn tại, nói chung là được những người ta bán thì có 3 loại di. Mọi người chú ý cái điều đó. Thứ nhất là fake di. Đó là những cái viên di mà hoàn toàn được làm bằng cái phương pháp là nhân tạo. Và nó dùng cái phương pháp làm bằng những cái kỹ thuật công nghiệp sản xuất đại trà hàng loạt. Và chủ yếu là những cái hợp chất hóa học tổng hợp, bột đá cũng như là thủy tinh để tạo ra nó. Thế thì cái viên fake di thì đương nhiên là nó được sản xuất đại trà như vậy, nên là cái giá của nó cũng rất là rẻ và ai cũng có thể mua được. Thì tôi cũng có làm một số những cái khảo sát ở trên các cái trang thương mại điện tử ở Việt Nam cũng như nước ngoài. Thì đa phần là những cái viên fake di thì sẽ có cái giá bán khoảng vài trăm ngàn cho tới dưới 1 triệu thôi. Và ví dụ như những cái trang thương mại điện tử của Việt Nam như là Shopee hay là Lazada thì tôi cũng thấy có những cái gian hàng họ bán fake di và họ bán với cái giá dao động là từ vài trăm ngàn cho tới trên dưới 1 triệu. Đấy, thế còn ở các cái trang thương mại điện tử nước ngoài rất lớn như là bên Trung Quốc, như Taobao hay là Alibaba thì họ bán những cái viên fake di rất là rẻ, chỉ vào khoảng cỡ khoảng 2-3 đô thôi, tức là 5-60 ngàn. Và đương nhiên rồi, fake di thì chúng ta có thể mua được ở trang thương mại điện tử như thế thì nghĩa là nó sẽ rất là phổ biến và tràn lan, ở đâu bạn cũng có thể mua được. Những cái shop ở Việt Nam họ bán di, họ cũng sẽ giới thiệu những cái viên fake di như vậy với cái giá trong cái mức tối đa là trên 1 triệu, dưới 2 triệu. Đó là fake di. Cái loại di thứ hai mà mọi người cần phải quan tâm đấy là new di. Và đây là cái loại di nhiều nhất và cũng là phổ biến nhất hiện nay. Bởi vì fake di thì khi mà mọi người đã có kiến thức mà mọi người tìm hiểu thông tin nhất định rồi, và ngay kể cả cái vấn đề giá là nó rẻ quá thì nhiều người cũng ngại ngùng, cũng đặt dấu hỏi về chất lượng của nó, nên mọi người sẽ không quan tâm tới nó nhiều. Chỉ trừ những cái người mà do là thích viên di quá nhưng mà chưa có đủ điều kiện để có thể chi trả ở cái mức vài triệu đồng trở lên thì mọi người buộc phải chọn viên fake di thôi. Thế còn new di là những cái sự lựa chọn của đa phần những cái người mà muốn có một cái viên di tốt và chất lượng. Đấy thì new di là cái tên của new di nó cũng đã nói lên được cái chất lượng của nó rồi, đúng không ạ? Cái câu chuyện của nó rồi. Nghĩa là những viên di mới thì những viên di mới chất lượng nó sẽ đương nhiên là nó tốt hơn viên fake di rồi. Bởi vì là di mới thì thường là cái cách làm của họ nó cũng sẽ có cái tính thủ công hơn, nó sẽ có cái tính đặc biệt hơn ở mỗi viên di, cũng như là cái sự khác biệt của các viên di nó cũng sẽ khác nhau. Và new di thì nó cũng chia ra làm nhiều các cái lớp chất lượng. Và với new di thì mọi người chú ý cho tôi cái điều này là trong new di nó có khoảng tầm 3-4 cái lớp chất lượng khác nhau, từ chất lượng phổ thông cho tới chất lượng high quality, cho tới chất lượng top quality và cho tới chất lượng premium, tức là chất lượng gọi là thượng hạng của new di. Một viên new di như vậy cũng rất là mắc và nó có giá cũng không hề rẻ, có thể nói là nó cũng có thể lên tới giá vài chục triệu đồng, 5-60 triệu đồng. Đó là với cái dòng new di. Và cái dòng thứ ba mọi người cần phải phân biệt rõ đó là di cổ.
di cổ thì nó là những cái viên di vô cùng hiếm và phải nói là tột đỉnh của di rồi. Nếu mà chúng ta có thể sở hữu được một viên di cổ, ví dụ như những cái viên di cổ mà tôi để ở đây, thì đó là một cái nhân duyên, cái may mắn vô cùng lớn. Đây, như cái viên di cổ này, mọi người có thể nhìn thấy. Đấy, tôi sẽ để cận vào trong cái phía máy quay bên này để tí nữa mọi người có thể quan sát nó kỹ hơn. Đấy, tí nữa tôi cũng sẽ show cho mọi người cái viên viên new di và viên fake di để mọi người quan sát. Thế tôi sẽ nói kỹ hơn về di cổ một xíu. Di cổ là gì? Di cổ người ta gọi là Thiên Châu Tây Tạng, và hay là người Tây Tạng thì họ có dùng một cái khái niệm nữa là đá mã não Lạt Ma, và hay là một cái tên gọi khác nữa của Thiên Châu, thì Thiên Châu là cái tên người Trung Quốc họ gọi, thế còn người Tây Tạng thì họ gọi đơn giản là Di, thế thôi ạ. Thì Thiên Châu Tây Tạng, cái tên nó đã cũng đã gợi lên cái ý nghĩa của nó rồi, thì người ta quan niệm là đây là một cái viên ngọc của trời, viên đá mà thiêng từ trên trời đưa xuống cái nhân gian, cái thế giới này, và nó không xuất xứ từ trên trái đất này, và nó do chư thiên đưa xuống. Thì đấy là quan niệm truyền thống và cổ truyền của người Tây Tạng, họ nghĩ rằng như vậy. Thế còn tôi thì tôi cho rằng là di nó có nguồn gốc của nó, và nó cũng là một cái sản phẩm mà tôi cho rằng nó một sự kết hợp giữa cái yếu tố tâm linh và huyền bí lẫn những cái sáng tạo mang tính đặc biệt của những cái người ngày xưa, những con người cổ xưa. Thì new di thêm di cổ thì nó thường là có một cái tuổi rất là cao, đều tính trên 1.000 năm hết. Một viên di cổ thì trung bình cái tuổi của nó sẽ dao động từ khoảng 1.000 năm cho tới 2.000 năm. Đó là cái giai đoạn ra đời của di cổ và cái niên đại của nó. Di cổ nó hiện nay nó là cái dòng di mà tất cả mọi người đều khao khát, đều mong muốn được sở hữu một viên, nhưng mà cái giá của nó thì rất là cao và không phải ai cũng có thể tiếp cận được, ngay kể cả những người có điều kiện về mặt tài chính, về mặt chi trả để mà mua viên di cổ, thì lý do là nó rất là hiếm và cái giá nó đắt là một phần, nhưng mà do là cái dòng fake di và new di nó chiếm tới khoảng tầm 99,999% các viên di có ở trên thị trường, thế nên là để mà tìm được ra đúng một cái viên là viên di cổ và mua được đúng, chọn được đúng cái viên mà nó phù hợp với mình, cũng như là gửi gắm đúng cái người mà tìm được viên di cổ cho mình, thì đó là một cái điều mà cực kỳ là may mắn. Có thể nói như chúng tôi hay nói, đó là một cái nhân duyên rất là hy hữu. Và nếu mà sở hữu được viên di cổ thì cực kỳ là may mắn, và phải nói là một cái nhân duyên mà đặc biệt, không phải ai cũng có. Thì đó là khái niệm về các cái dòng di khác nhau mà hiện nay chúng ta cần phải biết rõ và phân biệt. Khi mà chúng ta bước chân vào tìm hiểu viên di, chúng ta phải biết rõ là nó có ba cái loại thì di như vậy. Thì sau đó thì chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu từng loại là nó có gì đặc biệt, nó có những cái đặc điểm gì giống nhau và khác nhau. Thế thì bây giờ tôi sẽ đi luôn vào cái cách phân biệt, và tôi cầm trên tay luôn ba viên để cho mọi người nhìn thấy. Là đầu tiên là một viên fake di, sau đó là một viên new di, và sau đó là một viên di cổ. Đấy. Thì đây là ba cái viên, tôi xếp cái viên fake di ở ngoài cùng. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy. Đây là một cái viên fake di. Nó được làm bằng chất liệu là thủy tinh. Như viên này tôi thấy trên mạng thì một số nơi, một số shop thì họ cũng bán với cái giá nó rơi vào cỡ khoảng tầm trên dưới 1 triệu tới 2 triệu. Đó. Thì nó có cái vẻ, nó có cái đặc điểm nhận dạng là nó bóng. Chất liệu của nó thì tôi nghĩ là nó là bột đá và thủy tinh với những cái viên fake di. Đây là fake di. Sở dĩ tôi gắn vào cái chuỗi này là vì chúng tôi chuyển các cái viên di mới và di cổ về thì chúng tôi thường là
trà trộn thêm một vài cái viên phách di để cho cái việc là hải quan ở bên chỗ Trung Quốc hoặc là họ cũng sẽ đỡ làm khó dễ hải quan của Tây Tạng. Tại vì di cổ thì cũng là một cái tương đối nhạy cảm. Đấy là viên phách di. Còn đây là một cái viên new di. Tôi sẽ cầm kỹ cho mọi người xem cả hai cái đầu. Đây là một viên new di. Thì viên phách di với cái đặc điểm là bên ngoài thì nó bóng bẩy, đúng không ạ? Nhưng mà viên new di thì mọi người sẽ thấy là nó cũng có cái độ bóng, tuy nhiên là chúng ta sẽ phải nhìn kỹ hơn vào cái bề mặt của nó thì nó sẽ thường có những cái phong hóa, cũng như là hai cái đầu của nó thì nó sẽ có cái độ mòn vẹt nhất định như thế này đó. Đây là viên viên new. Đây là một viên new chất lượng tốt. Và tôi sẽ giới thiệu tiếp cái viên di cổ. Đây là một cái viên di cổ không nguyên vẹn. Và nguyên bản của nó là viên di cổ hai mắt. Thì hiện nay thì nó chỉ còn lại một mắt thôi. Nhưng mà viên này thì nó vẫn có cái giá là trên 200 triệu. Giá di cổ thì càng ngày càng lên. Đấy. New di mà chất lượng tốt thì để mà tìm được những viên tốt thì giá của nó cũng sẽ lên theo thời gian. Nhưng mà tất nhiên không thể lên được quá, đúng không ạ? Cận cảnh vào cái viên di cổ thì mọi người sẽ được nhìn thấy kỹ hơn cái, mọi người sẽ phải quan sát 3 yếu tố. Thứ nhất là cái bề mặt phong hóa của nó. Thứ hai là cái lỗ ở hai đầu. Như viên này là chúng tôi làm dây rồi. Đó. Nhưng mà vẫn có cái lỗ để mà mọi người có thể nhìn kỹ cái lỗ ở hai đầu. Nó sẽ có những cái đặc điểm rất là khác. Ví dụ như cái lỗ khoan của cái viên di cổ thường nó sẽ hơi bị lệch. Như viên này là nó, cái lỗ khoan của nó không có thẳng thớm. Hay là cái phần phong hóa ở trên bề mặt. Phong hóa trên bề mặt thì đấy là cái đặc điểm có thể nói là khác nhất của viên fake di, new di và di cổ. Nhưng mà tất nhiên là những cái viên new di chất lượng cao bây giờ họ làm phong hóa cũng rất là tinh vi bằng những cái phương pháp nhân tạo. Đấy, và thậm chí là những cái viên new di nó cỡ lên tới khoảng tầm cả vài chục năm thì nó cũng có những cái phong hóa thực sự là của viên new di chứ cũng không phải là hoàn toàn nhân tạo. Đó, tại vì theo thời gian, phong hóa là những cái vết tích xuất hiện theo thời gian trên bề mặt. Đó, thì viên di cổ tôi để rất kỹ tại vì chắc là cũng nhiều người cũng không phải là có nhiều cơ hội để nhìn thấy viên di cổ này. Cái mắt của viên di này các bạn thấy rất là đẹp, còn một mắt thôi. Viên này thì đang có giá là 225 triệu. Đó, viên new di mà mọi người vừa nhìn vừa xong ấy, thì viên này đang có giá là 18 triệu rưỡi. Giá nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Còn viên fake di này thì chúng tôi không bán và chúng tôi chỉ để làm mẫu để cho những cái anh chị em mà phân biệt được. Và thậm chí nếu mọi người mua một viên new di, chúng tôi cũng sẵn sàng tặng luôn cái viên fake di này để mà mọi người có những cái vật mẫu. Đấy, và hôm nào tôi sẽ thử đập cái viên fake di này ra để mọi người xem ở bên, chúng ta sẽ cùng xem, chúng ta cùng khám phá xem là bên trong nó có cái gì. Đấy, để viên new di thì tôi cũng đã từng đập rồi. Đương nhiên di cổ thì tôi không dám đập rồi, vì chúng ta đập tức là chúng ta đốt 200 triệu thì tôi không dám đập. Vì tôi chỉ muốn khám phá những cái viên fake di và new di. Hôm nào chúng ta sẽ thử nhé. Ba cái loại này là chúng ta, nếu mà chúng ta muốn mua một viên di hay là chúng ta muốn đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu cũng như là phân biệt được kỹ ba cái loại này thì chúng ta phải nắm rất là chắc về đặc điểm của nó, là phải quan sát rất là nhiều. Thì với hôm nay thì tôi chỉ giới thiệu cái chủ đề mang tính khái niệm chung vậy thôi. Còn những cái chủ đề sau chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể là một viên new, trong new di thì nó có những cái lớp chất lượng như nào để cho mọi người nhìn thấy kỹ hơn. New di chất lượng phổ thông, new di chất lượng cao,
New Z chất lượng top quality và New Z chất lượng premium quality. Đó, và với Di cổ cũng như vậy, chúng tôi sẽ giới thiệu những cái đặc điểm trên viên Di cổ. Còn Fake Di thì nó rất là dễ, chúng ta không cần phải phân biệt quá nhiều, bởi vì là như mọi ai anh chị em nào chỉ cần mua một viên Di bất kỳ của chúng tôi sẽ tặng một cái viên Fake Di. Với mục đích là gì? Để mọi người phân biệt, mặc dù là nó có giá, đang có giá bán ở trên thị trường là vài trăm ngàn đó. Đấy, anh chị em cũng vài trăm ngàn cho tới 1 triệu, thậm chí là 2 triệu, có nhiều nơi bán. Đấy, trên trang các trang thương mại điện tử Việt Nam họ bán cái giá như vậy. Và cái chủ đề đầu tiên là phân khái niệm phân biệt ba cái loại gì sẽ kết thúc và sẽ khép lại cái chủ đề hôm nay của chúng tôi. Và xin hẹn gặp lại anh chị em yêu gì trong những cái video tiếp theo.